với tài khoản quảng cáo cá nhân á anh chị em mình để ngân sách ở phần hạch ven trong này như thế này nhé và chạy đô đa với lại cái cần phẻo phiếu ngồi kia để chúng ta chế xem là cái tài khoản đó nó có phù hợp với cái user hoặc là nó cho phép tiếp cận với cái user tiềm năng của chúng ta không xin chào anh chị em nhà mình ờ, để tối trong quá trình chạy quảng cáo thì chúng ta nên chuẩn bị cái gì ở thời điểm hiện tại bây giờ vì đầu tiên, Quyên chỉ Hai muốn khuyên anh chị em mình đó là chuẩn bị về tài nguyên. Tài nguyên là một yếu tố không thể rời bỏ, tách rời anh chị em mình nhé. Và câu chuyện trước đây á, chúng ta sẽ là take content, take target, rồi take CBM. Thì bây giờ chúng ta lùi ra một bước nữa đó là take về tài nguyên. Yếu tố tài nguyên phù hợp là thứ không thể bỏ qua đâu. Cho nên là vì đầu tiên anh chị em mình cần take, đó là take base này. Coi thử cái base đó nó có phù hợp với cái user của anh chị em mình không cách test nó rất là đơn giản là anh chị em mình có thể là chạy một cái bài quảng cáo tương tác để coi thử cái hành vi của khách hàng mình với cái bếp của chúng ta nó là làm sao hoặc là anh chị em mình có thể chuẩn bị cho cái này với hai một cái nội dung là video video có thể là mô tả về sản phẩm của mình nhưng mà vô tả nó một cách thì dễ thương nha mô tả nó theo cái thiên hướng là video bán hàng tạo ra nhu cầu ấy. thì anh chị em mình dùng cái dạng video đó như là một chiến dịch phẻo chạy trên cái bếp đó và sau đó chúng ta sẽ check cái lượng thời gian người dùng ở trên bếp có nghĩa là người dùng ở trên video có thử người ta xem lâu không tỷ suất chuyển đổi đâu đó là 20% phần trăm là những người xem hết 75% video của anh chị mình so với lượng mà tương tác anh chị em mình mang về thì đó là một cái bếp ngon của anh chị em mình ha đó là một cái mẹo rất đơn giản anh em chị em mình dùng một chút ngăn sách để chúng ta test ngoài ra có rất nhiều cách ví dụ như là test bếp đề xuất bếp lấy traffic vân vân có à. câu chuyện là đối với tài nguyên thì là một cái gì đó không thể thay thế hoặc là không thể yếu kém hơn đâu thì với việc tài nguyên á thì đa phần anh chị em mình sử dụng là tài khoản quảng cáo cá nhân vì thế với tài khoản quảng cáo cá nhân á anh chị em mình để ngân sách ở phần ạt trong này nhé và anh chị em mình lên cho mình triển một cái chiến dịch cam trọn đời đi trong vòng 7 ngày mức độ chi tiêu thì để tầm 30 ngàn 50 ngàn một ngày thôi không cần nhiều và chạy đô đa với lại cái content phẻo ngồi kia để chúng ta chế xem là cái tài khoản đó nó có phù hợp với cái user hoặc là nó cho phép tiếp cận với cái user tiềm năng của chúng ta không Uh, giai đoạn giao thoa này thì target cũng là cái thứ gì đó không thể bỏ được cho nên nếu như anh chị em mình đã có target win ở những cái chiến dịch quảng cáo trước đó thì anh chị em mình lắp vào luôn bấm cho quyền định hai nhé và lưu ý là về cái phần target thì uh, cố gắng đối tượng đang 2 triệu nha cái này là cái nền tảng nó khuyên này không phải quyền định hai uh, vẽ hoặc là chém gió lên đâu anh chị em mình cố gắng là đưa cái target đó vào và chúng ta cho chạy rồi đà tới thì cứ ctr mà nó trên khoảng độ năm phần trăm tám phần trăm nếu mà được 10 phần trăm thì quá tuyệt vời thì lúc đó anh em mình có thể tiến hành là bổ cái tài khoản đó ra để chạy rồi tuy nhiên chuẩn bị một con tài khoản thì là mà không bao giờ đủ à, với lời khuyên của định những hai thì anh chị mình nên chuẩn bị ít nhất tối thiểu là năm cái tài khoản quảng cáo nó phù hợp với user của anh chị mình chưa biết là rẻ hay là đắt nhưng phù hợp với user là điều quan trọng nhất cô gái đó có thể là xấu có thể không đẹp nhưng cô gái đó là vợ của khổng minh mọi người có để ý đi những danh tài những ông mà giỏi cực siêu giỏi đi thì phu nhân của họ thông thường sẽ không đẹp họ là phù hợp chứ không phải là không đẹp cho nên á là với những con tài khoản quảng cáo thì quy định thứ hai đề cao cái việc là tài nguyên phù hợp nó phù hợp với cái user chúng ta có thể nó đắt nhưng nó phù hợp với đối tượng thì tỷ lệ chuyển đổi nó vẫn cao hơn và vẫn là mang lại lợi nhuận ngon còn hơn là một con tài khoản quảng cáo rẻ nhưng mà user nó sai hoàn toàn chạy quảng cáo nó ra toàn tạo la với đau nhắn tin rác trả trả lời hoặc là hỏi cho vui trả mua hàng thì cái thể loại đó thì vứt tiền ra cửa sổ chứ nói gì nữa có khác gì không chạy quảng cáo đâu mà nó còn mang rác về bếp nữa mang rác về sau này chúng ta chạy nó còn rác thêm có gọi là rác nó cứ trồng rác trồng rác trồng rác rồi bị phân phối là 60% phần trăm người cũ rồi sau đó là 30% phần trăm những người tương tự mà 30% phần trăm những người tương tự mà tìm rác như thế thì thôi chứ còn chạy gì nữa cho nên câu chuyện là ngon nó vẫn quan trọng hơn là rẻ anh chị em mà nhớ trước đó thì quỳnh này hai có chia sẻ với anh chị em mình về câu chuyện tết rẻ rồi nhưng mà cũng đã 3 tháng trôi qua vì có lẽ là bây giờ sẽ chia sẻ thêm cái bước số 2 đó là sau khi tết rẻ là anh chị em mình còn phải tết ngon nha và câu chuyện anh chị em mình muốn là tài nguyên rẻ thì tết như thế nào thì anh chị em mình có thể lên kênh youtube quỳnh này chỉ hai chuyện đó có sờ cái từ khóa là quỳnh này với hai kèm bất kỳ nội dung nào anh chị em mình muốn câu hỏi tìm kiếm thì nó đều có còn nếu trong trường hợp mà những cái nội dung nào mà anh chị, chị em mình muốn thì hay chia sẻ chuyên sâu luôn ấy ngồi trên máy tính mà ngồi làm sơ đồ may mát tư duy và đưa ra bằng chứng dẫn chứng cụ thể thì anh chị em mình cô mặt xuống bên dưới và để nha sẽ làm nội dung và chia sẻ về cái ý tưởng và cái quan niệm đó không có cái gì mà gọi là ngại với anh chị em mình đâu chẳng qua là có sắp xếp được thời gian hay không thôi bởi vì hiện tại bây giờ mình đang có thêm nhiều cái dự án offline tại đây nữa cho nên phải chạy về địa chính các thứ để làm việc cũng khá là nhiều thứ đó anh chị em mình ha rồi cơ hội thị trường kinh doanh thì nó vẫn còn đó mình tin là dư địa nó vẫn còn nhiều để cho anh chị em mình làm à, tuy nhiên là những cái sản phẩm mà hàng tiêu dùng gia dụng á có lẽ là anh chị em mình nên ấp dần đi ấp dần cái giá trị nó lên tại vì kinh doanh giá trị cao có thể là nó sẽ khó bán được hơn nhưng mặt độ và khả năng người tiêu dùng có tiền đi tiêu dùng ở thời điểm hiện tại bây giờ nó dễ hơn so với lại những người lao động những người đang làm công nhân tiêu dùng giá trị thấp nó thật anh vậy mình thấy về tình trạng thất nghiệp nó đang tăng rất cao siêu thái kinh tế toàn cầu mà bây giờ đi anh chị em mình lên xem cái thị trường của mỹ đi thì anh chị mình thấy là tỷ lệ thất nghiệp đỉnh điểm trong vòng 3 năm qua là bao gồm cả năm 2023 luôn ấy. và bây giờ chúng ta nên chọn một cái tiên hướng mới để tạo ra một cái tiền đề trong tương lai tại vì sắp tới nó sẽ thay đổi cơ chế về phân phối cơ chế về quảng cáo thì mình nắm được văn hóa mới mình nắm được xu thế mới thì mình là mình có rất nhiều cơ hội để chúng ta làm ăn chúng ta làm việc nói thì ở góc độ như thế thôi chứ mình hai bản thân mình cũng không có dám uh, Muối rìu qua mắt thợ bên vậy mình hãy lướt dành ra một chút thời gian chúng ta lên thư viện quảng cáo ấy, chúng ta chết chúng ta lướt trên đó chúng ta tìm những ngành nghề anh chị mình thấy này thì đa phần là những cái sản phẩm dịch vụ giá trị cao trên một triệu rưỡi trên 2 triệu thì nó đang còn tồn tại và tồn tại tốt luôn ấy có thể lấy ví dụ cho anh chị mình á hiện tại bây giờ quy định với hạt đang thấy nó văn hóa nó đang nhiều luôn nhu cầu nó đang nhiều luôn là sản phẩm về tròi chanh có nghĩa là những cái tròi mà dựng bằng bóng cây trụ lên rồi sau đó là mình làm khung sơ sau đó mình lập lá chuối hoặc là uh, lá tre lá trúc gì lên nguyên trên á sau đó mình vận chuyển lắp tại nhà cho khách hàng ấy. thì cái khả năng tiêu dùng những cái sản phẩm này nó càng ngày nó càng lớn văn hóa trà đạo nó đang du nhập việt nam chúng ta nó du nhập về lâu rồi nhưng mà văn hóa trà đạo nó đang phát triển rất là sâu nổi là người ta thích ngồi để người ta chiêm nghiệm thích ngồi để người ta trao đổi nói chuyện thích ngồi để người ta giao du văn hóa giữa đối tác với nhau nó nhiều lắm và thêm nữa là người ta cũng muốn có một cái không gian trà đạo bằng một cái tròi tranh tại nhà để người ta chiêm nghiệm làm việc và thêm nữa là anh chị em mình thấy là chính phủ việt nam chúng ta bây giờ nó đang ráo riết đưa quân ra để bắt nồng độ cầu không và với cái tình trạng như thế thì chắc anh chị em mình quá hiểu là ngồi nhậu để chia sẻ kiến thức hoặc là chia sẻ kinh doanh với nhau văn hóa đó dần dần nó sẽ bị lỗi bỏ và khi cái văn hóa nhậu nó loại bỏ thì nó chắc chắn kế tiếp cái văn hóa đó là văn hóa về cả đạo và nói đâu cho xa thì nói người anh bạn là, láng giềng của chúng ta đó là anh trung quốc thì đã thay thế cái đó rồi đã bắt đầu cái đó và người trung quốc nó rất tốt về vấn đề này là đằng khác nữa cơ cho nên với lời khuyên thực tâm của này những hai mà nói anh chị em mình nên tập trung vào những cái văn hóa về cảm xúc tinh thần à thì bây giờ tất cả các biệt thự các nhà ở văn hóa người ta đang muốn là ở ra ngồi rìa thành phố đất đai nó rộng rãi hơn thoáng mát hơn thì người ta muốn có những cái không gian như thế và những người như thế đặc biệt là gì là họ có tiền để họ chỉ tiêu cho nên là bán cái thứ đó nó rất là sướng như đợt rồi mình chết thì mình thấy người ta bán 25 30 000 ngàn một cái trò tranh tỷ suất lợi nhuận nó rất tốt là đằng khác luôn đến vậy mình hình dung là như thế bán một cái trò tranh cho là lời 5 triệu hoặc là 7 triệu 8 triệu đi anh chị em mình hình dung một ngày làm hai cái trò là nó khác liền mà nói anh chị em mình cứ bảo là ờ sợ khó, khó nhưng thực chất nó khó, khó khó lắm đâu Nhớ anh em mình lành nghề hoặc là những chị em mình có kinh nghiệm về về xây dựng rồi có thể thiên hướng và nghiên cứu cái lĩnh vực này và anh chị em mình nói đâu cho xa cứ lên trên thư viện mà chết coi thì có thì không biết liền này như ai nói đúng hay sai nó quá trời luôn và những cái sản phẩm liên quan đến sống chiêu sống tại gia đình hoặc là không gian sống mở tại gia đình những cái thứ đó văn hóa tiêu dùng đó sắp tới nó sẽ rất tốt ở trên phải bò tại vì nó tập trung vào những người có tiền và độ tuổi từ 35 tới 40 trở lên và đây là cái phân khúc mà nền tảng phở bò sắp tới nó đang làm rất tốt Nên tại sao mình không tập trung vào những cái tốt những cái vùng đất màu mỡ để chúng ta làm mà chúng ta cứ xoay xoay quanh mãi câu chuyện là cạnh tranh giá trị thấp với những người lo cho lo cho mà người ta có văn hóa người ta lên trên trang trang thương mại điện tử người ta mua thằng trai đó xem bài quảng cáo của anh chị mình người ta giọt lên trang đó người ta mua cứ thôi chạy quảng cáo để làm gì rồi ừ, đó là một số cái quan điểm một số cái chia sẻ của này diễn hai và anh chị em mình hỏi thì anh chị em mình có thể xem và có thể là chuẩn bị dần để thích nghi anh chị em mình nha rồi cảm ơn anh chị em mình rất rất là nhiều đã dành thời gian xem qua nội dung của kênh quy Định hai nhớ trong quyền này một like một số kênh và ra comment xuống bên dưới những câu hỏi anh chị em mình cần quy Định làm nội dung hỗ trợ của anh chị em mình quy Định làm ngay làm luôn không lăng tăng gì đâu anh chị em mình nha bye bye mọi người hẹn gặp mọi người lại trong những nội dung hay hơn kênh WN92. bye bye